Lâm Chí Dĩnh bị mất trí nhớ sau tai nạn nghiêm trọng, dân tình bàng hoàng vì phim vận vào đời. Sau khi bị tai nạn nghiêm trọng cùng con trai, Lâm Chí Dĩnh khiến khán giả sốc hơn nữa khi được chẩn đoán mất trí nhớ, không thể đưa ra thông tin chính xác về vụ tai nạn vừa qua. Lâm Chí Dĩnh là nam ca sĩ, diễn viên đình đám của Đài Loan, tham gia vào giới giải trí từ năm 17 tuổi với vai trò ca sĩ. Nam thần sinh năm 1974, nhanh chóng đứng trong hoàng ngũ tứ tiểu thiên vương của xứ Đài khi đó. Tuy nhiên, tên tuổi của Lâm Chí Dĩnh chỉ thực sự bùng nổ ở châu Á khi anh góp mặt trong loạt phim truyền hình Thiên Long Bát Bộ, Sợi Dây Chuyền Định Mệnh. Những ngày qua, truyền thông châu Á rúng động khi Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang chở con trai trên chiếc xe Tesla. Sau 3 ngày hôn mê, hôm 25 tháng 7, nam diễn viên mới tỉnh lại nhưng được chẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời về vụ tai nạn, không thể đưa ra thông tin chính xác về vụ việc. Hôm 26 tháng 7, anh đã được thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên và nhận kết quả đa chấn thương, phải mất 1 đến 2 năm mới có thể phục hồi. Đặc biệt, nam thần U50 còn phải trải qua quá trình chỉnh hình để lấy lại diện mạo như cũ. Trước thông tin này, netizen Việt Nam không khỏi xót xa cho thần tượng một thời. Một số bình luận của netizen: trời ơi, sao giống hệt như nội dung phim Sợi Dây Chuyền Định Mệnh vậy? Có khi nào phim vận vào người không? Nổi cả da gà. Mong anh mau khỏe, cả bầu trời tuổi thơ của em giờ lại ra nông nỗi này. Cũng từng bị tai nạn đa chấn thương, 3 năm trôi qua rồi, bộ nhớ của tôi vẫn không nhớ được tí ký ức nào về ngày hôm đấy, và mất kha khá các mẫu ký ức lặt vặt của quá khứ nữa. Nếu không trải qua, cứ nghĩ nó chỉ có ở trong phim. Theo như tiết lộ của những người cứu Lâm Chí Dĩnh khỏi xe, thì nam diễn viên thực sự đã không cài dây an toàn. Khi đó, anh vẫn rất tỉnh táo và tìm cách cứu con trai Chan Son đang ngồi ở ghế phụ. Hiện anh đang được tích cực điều trị và người thân cho biết nam diễn viên đã dần ổn định, có ý thức rõ ràng và có thể nói chuyện.